Mình xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay thì tháng 12 thì mình xin báo giá heo ở khu vực mình để cho các bạn tham khảo so với khu vực các bạn nó sẽ như thế nào nha. Khu vực mình hiện tại là dịch nó đã ổn định rồi nha các bạn. Heo con của mình thì cũng đã sức đi hết rồi, chỉ còn được vài bầy thôi. Bầy này thì cũng có khách đặt rồi, đợi nuôi lên 11-12kg thì khách bắt nha. Nhỏ quá thì khách về sợ chăm nó cực, nên mình nuôi lên cho lớn rồi khách bắt, vài ngày nữa là bắt các bạn. Heo này chắc tầm chừng 10kg đổ lên hết rồi. Bầy cái bên này thì nhỏ hơn nha các bạn. Bầy này thì có vài khách thì mỗi người 1-2 con các bạn, gần nhà, nhưng mà cách mình cũng khoảng chừng 10 mấy cây á, để chia để làm nái. Cái bầy này là heo ba máu nha các bạn. Thường thường là bà con của mình á là để heo nái á, là chọn heo nhà, heo vườn thôi, chứ không có bắt heo hai máu, tại vì hai máu á, thì giá nó sẽ cao hơn, nên bà con ngán tiền nha. Nên mỗi người thì thấy heo đẻ nhiều giống tốt á thì chia lại một người, nên mọi người thì bắt 1-2 con thôi để làm nái, nuôi nhà cho ăn canh thừa cắm cặn thôi các bạn ơi. Lứa này thì có mấy con heo tơ nó đẻ tệ quá. Hay như con này đẻ được có 6 con nữa các bạn. Ở đây là mình báo giá tham khảo nha các bạn. Các bạn có thể giá của các bạn ở giá địa phương của các bạn á thì bao nhiêu các bạn cứ bình luận xuống để cho mọi người cùng biết để tham khảo nha. Ở khu vực mình đó các bạn, là hiện tại là heo nó cũng không có còn nhiều đâu các bạn, tại vì dịch nó đã quét qua mấy cái chuồng mà lớn lớn, mình thấy nó cũng đi khoảng chừng cả chục chuồng lớn lớn rồi, chuồng mà nuôi 100-200 đồ á là nó cũng đi rồi nha các bạn. Cái đó là không phải là công ty, cái đó là do bà con của mình nuôi thôi, nhà nuôi từ xưa tới giờ rồi, nuôi nhiều rồi, nuôi nhiều heo thôi chứ không phải là công ty nuôi. Còn của mình thì cũng còn ít thôi, mình còn tổng đàn chắc khoảng chừng 70-80 thôi các bạn. Heo mình ở đây là đảm bảo đầy đủ vaccine cho các bạn nha. Các bạn đem về chỉ việc là nuôi rồi xuất bán thôi các bạn. Nó không có bệnh bậy, không bị gì hết đâu. Thường thường là heo thường thường là nó sẽ dễ bị viêm phổi nè, tiêu chảy nè, viêm khớp nè, hoặc là bị viêm da hay vấn đề này kia đồ nhỏ nhỏ thôi. Cái đó là heo bình thường nha, heo nào cũng bị. Heo cho dù các bạn ngừa cả nào ngừa, nếu mà thời tiết chuyển đổi này kia đồ nó vẫn bị bình thường nha. Heo mà viêm phổi tiêu chảy là không ngừa được nha các bạn. Khi nào mà nó có biểu hiện hoặc là chúng ta trộn trước cho nó ăn để nó giảm tiêu chảy hoặc là nó giảm phổi thôi. Cái thời tiết mà giống như đầu năm á là nắng mưa là heo nó bị viêm phổi, ho, thở bụng. Đó, heo của mình rất là đều luôn nha. Bầy này là ba máu nè. Bầy này là heo bò không à. Ăn rất là mạnh luôn. Heo này khoảng 1 tháng 15 ngày rồi các bạn. Đó. Bầy bên đây thì mình mới tách bầy khoảng 1 tuần thôi. Rồi bây giờ mình xin báo giá heo ở khu vực mình cho các bạn tham khảo nha. Các bạn cho mình tham khảo giá heo con của khu vực các bạn và giá heo hơi ở khu vực các bạn nha. Heo làm đầy đủ vaccine và heo không làm vaccine giá nó như thế nào nha các bạn. Rồi bây giờ mình xin báo giá heo khu vực mình cho các bạn tham khảo nha. Heo của mình đang bán hiện tại là 8kg là 1,2 triệu, 10kg là 1,3 triệu, 12kg là 1,4 triệu, 14kg là 1,5 triệu, 16kg là 1,6 triệu, 18kg là 1,7 triệu, 20kg là 1,8 triệu. Hiện tại heo mình đang bán là giá thấp là 8kg là 1,2 triệu, cứ tăng lên mỗi ký là tính thêm 50k nha các bạn ơi.
Các bạn nào có cần heo thì liên hệ với mình nha. Hiện tại là mình còn 13 con bầy này nè. Còn bầy bên đó thì khách đặt rồi. Bên đây là còn 13 con nha các bạn. Heo tách bầy đăng khỏe mạnh rồi làm vaccine đầy đủ hết nha. Đó. Sáng hôm nay nè các bạn, mình chưa cho nó ăn nè, nó thấy mình ra nó đòi nè. Hôm để đầy máng này đầy máng đó mà nó ăn không đủ các bạn, tại vì nó lớn rồi nó ăn rất là nhiều luôn nha. Còn cái con bò bên đây nè là nó của bầy bên đó đó, nó ăn bầy bên đó nó ăn nhiều rồi, bầy bên đây còn nó ăn, nó nhảy qua đây nó ăn á đó. Đó, đây là bầy 13 con nè, sáng nay mình sẽ xuất 13 con này nè, để bây giờ mình để một tí thức ăn xuống cho nó ăn nha. Để nó la quá la. Nè, sau khi mình để một ít thức ăn xuống cho nó ăn nè, nó dành ăn nè các bạn. Heo của mình là các bạn cứ yên tâm nha, heo của mình là 17-18 ngày là nó đã ăn gành, ăn cứng hết rồi. Lúc đó là tách bầy vẫn được, tại vì lúc từ chăm từ nhỏ mình đã cho ăn cắm sữa. Các bạn theo dõi kênh mình lâu á thì các bạn đã biết, heo mình là 10 ngày là ăn 4-5 nắm cám là bình thường nha. Còn heo các bạn nuôi tập ăn truyền thống á, 10 ngày là nó chưa biết ăn nữa. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ cân từng con, mình ghi số ký lên lưng để cho các bạn tham khảo nha, coi thử được bao nhiêu ký. Bây giờ mình cân để một tí nữa thì khách lại khách bắt nha. Hôm nay là ngày hợi, ngày đẹp luôn nha các bạn. Đây cho các bạn xem, mình mới vừa cân xong nè. Đó, đây các bạn nhìn nha, theo số ký là mình có ghi trên lưng hết đó các bạn. Như con này là 10, 15 nè, 13, 12 nè. Nó giống như mấy con này đúng không? 13,5 nè. Là lẻ 0,5 đó là mình bỏ luôn nha, mình không tính nha. Mình chỉ tính ký tròn sụt về mình thôi chứ mình không có tính vượt nha các bạn. Các bạn cứ yên tâm về vấn đề đó, heo bên mình là làm đủ vaccine hết nha. Các bạn chỉ về là chỉ việc chăm rồi lớn rồi bán thôi. Các bạn mua lẻ bên ngoài á, mua nhà mà 1, 2 nái hoặc 5 nái đó, chưa chắc là đã chích vaccine nha các bạn. Không khi nào mà người ta tách bầy xong mà người ta bỏ ra khoảng 1 triệu đến 1 triệu 2 người ta làm vaccine để người ta bán cho các bạn. Còn ở đây là chạy mình số lượng lớn, mình bán được hay không được gì mình cũng làm vaccine nha. Mình đảm bảo cho cái chạy mình được phòng dịch tốt hơn nha. Tại vì các bạn nhiều khi các bạn không làm vaccine á, là chạy của các bạn là bị nổ dịch. Nếu mình nổ đâu phải nổ một con đâu, nó nổ là nó nổ nguyên một đàn của các bạn luôn, chứ không phải là nổ một con đâu. Ở đây hiện tại là mình còn một bầy trắng này nè. Thì các bạn nào ở gần mình á thì có mua thì liên hệ với mình nha. 8 kg là 1,2 triệu, cứ vượt lên 1 kg là 50k nha các bạn. Đó. Còn heo bò bên đó mình quên cân nữa, để mình bắt nó qua mình cân lại. 13 con nha các bạn, sáng nay xuất 13 con nha, có ghi số ký trên lưng hết nè. Lúc 8 kg thì khách nói là nuôi lên 12-13 kg đi, bự bự đi cho về cho dễ nuôi. Hôm nay là đã bự rồi, tách bầy cũng đã lâu rồi đó các bạn. Mẹ nó lên giống mình đã phối rồi luôn rồi đó. Còn bên đây là đàn heo thịt của mình bắn Tết nè. Con này là con đầu đàn nè, nó hơi mở nha các bạn, con đầu đàn nó hơi mở nha. Còn mấy con kia là nó có đùi bình thường hết nha. Đó. Đây nè, đùi nè, các bạn thấy đùi nó không? Hiện tại là heo con của mình là qua Tết mới có heo con nữa nha các bạn. Mình chỉ còn duy nhất một bầy này thôi. Các bạn nào có mua thì liên hệ với mình nha. Mình chỉ còn một bầy trắng này thôi nha, 13 con. Ở đây nè, thì 8 kg là 1,2 triệu. Thì các bạn nào bắt hết nguyên bầy đi. Ở đây là có 2 con hơi nhỏ thì mình sẽ bớt cho các bạn là một con 100 ngàn nha. Các bạn bắt hết bầy thì mình mới bớt 2 con đó nha các bạn. Còn các bạn bán lẻ thì mình tính giá bình thường nha. Đó, như 8 kg là 1,2 triệu, còn hai con nhỏ đó đó 8 kg nó là 1,1 triệu thôi, giảm là 100 ngàn nha. Đây bên đây là bầy heo thịt của mình nè, nó dao động là từ 20 mấy cho tới 40 kg rồi. Ở đây là 2 bầy 3 bầy mình gáp lại với nhau nha, mình không đủ ô các bạn ơi. Heo của mình á, nếu mà chuồng của mình nuôi một lượt á thì có thể nuôi được 100-120. Còn mà heo của mình lộn xộn á là mình chỉ nuôi được chừng 60-80 thôi. Đó là heo lộn xộn nha. Còn mà heo cỡ một lứa một á là mình nuôi ém được 120 luôn nha.
Cái ô này thì mình mới vừa xuất heo thịt xong á, mình thấy mấy con này nó bị tiêu chảy thì mình tách riêng nó ra, mình điều trị cho nó dễ nha. Nó trưng bày với bên đây nè các bạn. Đó. Sáng nay hết cám rồi, mình đang đợi cám về để cho nó ăn nha. Mà nó cũng ăn no rồi. Hôm qua mình đổ một bao thì tới bây giờ nó ăn vẫn còn no. Nó hết cám trong chuồng nhưng mà phi nó ăn vẫn còn no nha, không có vấn đề gì hết nha các bạn. Các bạn thấy kênh của mình hay thì các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Rồi một tí nữa khách lại khách bắt thì mình quay cho các bạn xem nha. Cái này là khách lần trước bắt luôn đó các bạn. Để các bạn nói mình nói dốc là báo giá khống nha. Tùy theo khu vực địa phương mà giá heo nó khác nhau nha các bạn. Giá của mình đưa ra là để cho các bạn so sánh giá ở khu vực địa phương của mình và khu vực các bạn nó chênh lệch như thế nào. Tùy theo địa phương, tùy theo vùng mà giá heo nó khác nhau chứ không phải là giống nhau hết nha các bạn. Rồi bây giờ bắt đầu mình xuất heo nha các bạn ơi. Đó, mỗi xe là mình chở lần 2 con nha. Mình xuất 13 con thì mình chở 7 quận nha. Đây mình chở 2 con này đi trước. Rồi đây là 2 con đầu tiên nha các bạn ơi. Đi vỗ lãi nữa nha. Đó. Rồi mình bắt tiếp theo một tí nữa thì mình quay cho các bạn xem thêm nha. Rồi nãy giờ mình vận chuyển được 10 con nha các bạn ơi. Rồi còn 3 con nữa nha. Con cuối cùng là mình xuất ra luôn nha các bạn ơi. Tổng là 13 con nha. Con cuối cùng là 12 kg. Rồi. Rồi đây là con cuối cùng các bạn ơi. Tổng là 13 con nha. À, cho đi vỏ lãi luôn. Heo này rất là đều nha các bạn. Từ nhỏ tới lớn là nó ăn sữa cộng ấm ốc và cộng cám sữa nha. Nên nó rất là đều nha các bạn. Thường thường các bạn tập ăn theo cái truyền thống á, là trong bầy là có 1 đến 2 con còi nhỏ nhất nha. Còn các bạn cho ăn theo cách của mình á, là nó rất là đều heo. Các bạn thấy kênh của mình hay thì các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Đây nè các bạn, 18 con nè. Tổng 13 con em ơi. Đây nè các bạn, đây là 13 con nè. 13 con là tổng là 18 triệu 500. Vậy hả? Sẽ bán hết xong chạy tới nhà cô Sáu. Vậy? Cá đâu em đi? Chạy không nổi nó bơi. Xuống đấy.